Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần. Phụ trách chương trình ngày hôm nay có anh Trần Duy Biên, là sĩ quan của sư đoàn 21. Qua bên Mỹ thì anh học đậu được cái bằng cao học toán mà ở trong nước gọi là thạc sĩ đó quý vị. Anh có thấy anh thạc sĩ không anh? Thưa quý vị là nhà báo Vy Anh, mà hồi xưa cũng có một thời là làm dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, mà bà con ngạo tôi gọi là dân biểu hay là biểu dân. Bây giờ cái đề tài ngày hôm nay đó, anh em chúng tôi có suy nghĩ trong mấy ngày nay là cần phải phân tích. Đó là người ta thấy, nhiều cái dư luận thấy rằng dường như là ông Tổng thống Trump, ông nặng về cái việc mà Cộng sản Bắc Hàn phóng quả tiễn và Hâm sẽ dùng nguyên tử phóng qua cái đảo Guam của Hoa Kỳ và có thể phóng tới Alaska và Hawaii, nên lơ là trong cái vấn đề Á Châu Thái Bình Dương, ông lo phía Bắc mà ông không lo phía Nam, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cố gắng lấy những cái thông tin nghị luận của những cái cơ quan truyền thông, có thể nói là có những cái tòa đại sứ, những cái tùy viên văn hóa, tùy viên quân sự ở tại những cái nước như thí dụ Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Cộng sản Bắc Hàn thì Hoa Kỳ không có. Thưa quý vị, Đài Loan thì thử coi Hoa Kỳ có lơ là ở Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông hay không, hay là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì những cái chiến dịch mà gọi là tuần tra vào bên trong 12, dùng 12 hải lý của Trung Cộng, làm cho Trung Cộng hết sức là bực tức. Đó là nội dung cái đề tài anh em chúng tôi phân tích. Mà như thường lệ đó, thưa quý vị, xin phép quý vị cho anh em chúng tôi đi bốn cái tin sát với thời cuộc. Bốn cái tin này do anh bạn tôi, ảnh chịu cực lắm. Là ảnh sưu khảo. Do vậy anh chúng tôi xin phép nhường cho ảnh có đôi lời trước trong bản tin. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên chúng tôi xin kính gửi cho quý vị là tin Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ tới Texas để đánh giá thiệt hại do bão Harvey. Hôm 29 tháng 8 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới bang Texas, nơi vừa hứng chịu trận bão lịch sử Harvey. Ông Trump đã làm việc với các quan chức địa phương, chứng kiến tận mắt các thiệt hại, xem xét nhu cầu cụ thể, đồng thời tiếp xúc với dân chúng. Thông tín viên Jean-Louis Deporte tường trình từ Washington. Ông Donald Trump có chặng dừng chân đầu tiên tại nơi đây để nói chuyện với chính quyền địa phương và các viên chức của FEMA, cơ quan liên bang cứu nạn. Không lâu sau đó, Tổng thống Trump đứng trên một chiếc xe cứu hỏa nói chuyện với các cư dân Corpus Christi. Ông Donald Trump trấn an đám đông đang phấn khích. Ông nói, chúng tôi yêu mến quý vị, chúng tôi đến đây để hỗ trợ quý vị. Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania trong ngày hôm nay dự định tới Texas thị sát tại chỗ những thiệt hại do bão Harvey gây ra. Thưa anh, như vậy cái này, anh cho tôi có một cái ý kiến, tôi đọc báo, tôi thấy á, thật là truyền thông mà có thể nói là chống ông Trump đó, đi săn lùng ổng như là săn lùng phù thủy thời Trung Cổ. Chỗ nào? Thưa quý vị, theo cái nguyên tắc mà người nào đi lên Air Force và đi tới cái vùng mà khó khăn, thì cái nguyên tắc là phải mặc cái áo choàng của không quân. Thì bà Melania, vợ ông Trump và ông Trump đều mặc cái đó. Rồi không biết làm sao họ chụp được cái hình là bà đi đôi giày gọi là cao gót. Thì họ chê thôi thậm tệ. Nhưng mà thưa quý vị, từ tòa Bạch Ốc đi ra thì bà đi giày cao gót bởi vì thai chưa kịp. Nhưng một chút xíu thì người ta thấy bà mang đôi giày cái bằng action show thì vậy mà cũng phê bình. Rồi
chê ông, nói ông Trump đi qua bên Texas mà thưa với quý vị đứng xa nói, đứng trên cái chiếc xe nói chứ không cho lại gần, thua ông tổng thống Obama. Thưa với quý vị, lúc đó đó ông đứng trên chiếc xe đó, đó là nước đã ngập rồi, bây giờ cho dân lại gần nữa, thưa với quý vị rủi có cái gì ai chịu trách nhiệm. Đó là hai cái điều mà chúng tôi thấy phê bình cũng hơi tội nghiệp ông tổng thống. Bởi vì có, nhưng mà đặc biệt có một cái á, là ông hứa là tuần sau, tức là tuần này là thứ bảy này, ông sẽ trở lại một lần nữa. Cái hơn một cái đó nghĩa là quyết tâm giúp đỡ cho Texas. Đó là cái nhận định về cái tin mà anh bạn tôi mới vừa đưa ra, thưa anh. À, kính thưa quý vị, bản tin thứ hai là khủng hoảng Bắc Triều Tiên và khủng hoảng Cuba, góc nhìn của lịch sử. Khi những căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ vừa có dấu hiệu lắng xuống thì Bình Nhưỡng lại cho bắn hỏa tiễn ngang qua không phận Nhật Bản. Chắc chắn Bình Nhưỡng muốn cho thấy là mọi đe dọa và trừng phạt sẽ không thể ngăn cản của chế độ Bắc Triều Tiên theo đuổi chương trình hỏa tiễn đạn đạo bằng mọi giá. Trong quá khứ, cuộc khủng hoảng Cuba cũng đã nhiều lần thành tâm điểm trong các nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trong bài viết có tiêu đề "Ba suy nghĩ về sự giống nhau giữa khủng hoảng Bắc Triều Tiên và khủng hoảng Cuba" đăng trên trang mạng Conversation ngày 29 tháng 8 năm 2017, ông Pierre Croce, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sciences Politiques Pháp, nhận định một cuộc khủng hoảng Cuba trước đây thực sự gây ngạc nhiên, còn căng thẳng tới đỉnh điểm này lần này trong hồ sơ Bắc Triều Tiên là điều mọi người đã lường trước, do Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ đáng kể về hỏa tiễn đạn đạo. Giáo sư Crozier nhấn mạnh không có ý định so sánh với các điểm giống nhau và khác biệt giữa hai cuộc khủng hoảng, mà chỉ đưa ra vài nhận xét dưới góc nhìn lịch sử. Nhưng mà nếu mà nhìn lịch sử thì chúng ta thấy như thế này. Thời đó là Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ, phải không anh? Vâng. À, nghĩa là Trung Cộng Liên Xô đưa quả tiễn qua. Nhưng mà sau cái lúc mà căng thẳng nhất là Hoa Kỳ sẵn sàng, nếu cần thì cứ chơi, thì Liên Xô rút, phải không anh? Vâng, đúng. Thì tôi nghĩ là chắc tác giả mà bài phân tích của anh đó, họ muốn nói như vậy nhưng mà họ chưa có đủ giờ để họ nói. Bây giờ qua cái tin thứ ba, Tokyo tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 31 tháng 8 đề nghị một ngân sách kỷ lục cho quốc phòng năm tới nhằm hoàn thiện hệ thống lá chắn chống hỏa tiễn để đối phó với nguy cơ bị hỏa tiễn của Cộng Bắc Triều Tiên tấn công. Theo AFP, tổng ngân sách mà Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị cho năm tài chính bắt đầu từ 4 tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 là 5.255 tỷ yen, tương đương với 40 tỷ đô la. Chà, một cái nước như vậy mà 40 tỷ cũng nhiều phải không anh Biên? Vâng. Tăng 2,5% so với năm ngoái. Nếu yêu cầu này được chấp thuận, đây sẽ là năm thứ 6 liên tiếp Tokyo tăng ngân sách quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nhật khẳng định nguồn kinh phí bổ sung sẽ giúp cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản có khả năng nâng cấp hệ thống lá chắn hỏa tiễn trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục thử hỏa tiễn. Ngân sách bổ sung dự trù dùng để trang bị thêm nhiều tổ hợp hỏa tiễn SM-3, các hệ thống radar và dò tìm hỏa tiễn mới, cũng như các phương tiện thuộc hệ thống lá chắn chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Aegis. Tức là cái số tiền tăng này hoàn toàn là để phòng thủ Cộng sản Bắc Hàn sẽ có làm rộn nước Nhật. Và tin sau cùng, các nhà đối lập Việt Nam thách thức nhà cầm quyền Cộng sản trên Facebook. Nếu trên 700 cơ quan truyền thông chính thức luôn bị nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ, thì không gian mạng vẫn là nơi
cất lên những tiếng nói đối lập tại Việt Nam. Một nhà hoạt động ở Hà Nội nói với Reuters, ở đây không giống như Trung Quốc, chính quyền không thể chặn được Facebook. Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi siết chặt Internet để đối phó với các thế lực thù địch, không chỉ để đe dọa an ninh mạng mà còn bôi nhọ uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy nhiên, khống chế Internet tại một quốc gia có dân số trẻ và đang phát triển nhanh không phải là điều dễ dàng, nhất là các tập đoàn cung cấp dịch vụ mang tính toàn cầu. Thực sự nếu bây giờ chặn Facebook thì việc đầu tiên là những cái cơ quan của các nước mà đi đầu tư ở tại Việt Nam, làm ăn ở tại Việt Nam, họ chắc chắn là họ không chịu. Mà những cái ngân hàng cũng vậy, nghĩa là họ không làm việc được. Thì do vậy mà không thế nào ngăn chặn Facebook được và khen cho đồng bào của chúng ta. Hiện giờ có vào khoảng cỡ 40% xài Facebook ở tại Việt Nam. Và những cái người này tương kế tự kế dùng cái Facebook để chống cộng sản Việt Nam. Đó là cái tin sau cùng. Bây giờ đi vào phân tích, thưa quý vị. Cái đề tài mà anh em chúng tôi cố gắng gói gọn lại cho bà con dễ nhớ là Mỹ kiên trì bảo vệ Á Châu Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Mỹ kiên trì bảo vệ Á Châu Thái Bình Dương là diện và Biển Đông là điểm. Ai mà nghiên cứu về lịch sử chính trị thì biết cái chữ đó. Diện, tức là surface, nó cái bề rộng dữ lắm. Biển, điểm, tức là cái hồ sơ nóng, hai cái hồ sơ nóng ở Á Châu Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đương đối phó với Trung Cộng. Thưa quý vị, đó là Cộng sản Bắc Hàn, thứ hai là ở Biển Đông. Trung Cộng không thể nào thực hiện cái mộng làm bá chủ Á Châu Thái Bình Dương được trước cái chiến lược và chiến dịch kiên trì chống đối của Mỹ và các nước láng giềng của Trung Cộng, kể cả Cộng sản Việt Nam là đồng chí của Trung Cộng, thưa anh. Ngay sau khi mà tất cả những sự đụng va chạm của những chiến hạm Hoa Kỳ với các tàu dầu, sau đó Hoàn Cầu Thời Báo và tất cả những truyền thông của Trung Cộng, nghĩa là có vẻ sung sướng lắm, đưa ra tất cả những dữ kiện nào là bây giờ Mỹ đã thoái hóa rồi, là nào là vấn đề yêu cầu những các nước Đông Nam Á mà tin Mỹ bây giờ yếu lắm rồi. Thì chứng tỏ rằng một phần nào thì tức là người ta đang nghi ngờ rằng chính anh Trung Cộng này anh ấy phá quấy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nói rằng chuyện nhỏ, không có đáng là gì cả, cũng giống như thể là kiến cắn nhắm gì. Cho nên là đối với Hoa Kỳ thì bảo rằng hiện bây giờ ở trên Á Châu Thái Bình Dương với 60% về vấn đề quân lực của Hoa Kỳ hoạt động, và mọi hàng ngày có 140.000 quân nhân ngày đêm để theo dõi về vấn đề tình hình ở Á Châu Bình Dương. Cho nên chiến thuật thực hiện một chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải hàng không là quyền lợi cốt lõi, tức là quyền lợi quốc gia của Mỹ và cũng là quyền lợi của các nước được quốc tế công nhận theo luật quốc tế. Sai sót thì sửa chữa, có cái gì mà la lối. Hải quân Mỹ và Á Châu Thái Bình Dương sau một chuỗi tai nạn hay tấn công phá hoại đã cất chức tư lệnh hạm đội 7 mà ra lệnh toàn thể hải quân ngưng hoạt động 2 ngày để kiểm điểm. Thưa quý vị, bây giờ thì qua 2 ngày kiểm điểm rồi mà hầu như tự nhiên là khi điều tra thì quân đội không bao giờ cho biết kết quả, bởi vì họ còn phải nghiên cứu. Nhưng mà công luận ở ngoài, những cái tổ chức chuyên môn về hải hành, những cái tổ chức chuyên môn về hải chiến thì ở ngoài người ta đã nói rồi, coi như cái việc mà chiếc khu trục hạm USS Mackay bị đụng ở eo biển Singapore, đứng đằng sau những cái kẻ làm bậy đó, thưa với quý vị, là Trung Cộng. Cái đó là một cái công luận, có thể nó thành cái công luận chung về cái nhận định đó rồi. Và sau đó thì chúng ta thấy có một cái tin rất là quan trọng. Hôm 25 tháng 8, tin Reuters của Anh cho biết, tướng Terence Slonetsky, tư lĩnh lực lượng không quân Thái Bình Dương, tuyên bố
khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ vẫn nguyên vẹn. Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Mỹ sẽ vẫn duy trì các chiến dịch tại vùng Biển Đông mà Trung Cộng đang tranh chấp với các nước láng giềng. Đó là ông tư lệnh không quân của Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Còn Trung Cộng, thưa quý vị, thì lợi dụng cơ hội này như anh bạn tôi hồi nãy có nói, tuyên truyền Mỹ, cái chữ này chữ của Trung Cộng xài nha, Mỹ đã thoái hóa về hải lực, nghĩa là thụt lùi, retrograde, thụt lùi về hải lực, và tăng cường chống Mỹ, kêu gọi các nước phải tăng cường chống Mỹ. Mà tôi thấy ở đó có lẽ là miên là thân gia nô của Trung Cộng nghe lời thôi, chứ chúng cũng chưa chắc gì Miên nghe lời nữa, thưa với quý vị. Bởi vì con trai của ông Hun Sen, thủ tướng Miên đó, là một người sĩ quan xuất thân từ West Point của Hoa Kỳ. Ông làm bộ đang ông kiếm tiền với Trung Cộng, chứ chưa chắc gì ông chống Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố thêm rằng các chiến hạm Mỹ đang là một mối đe dọa an ninh, chữ này, chữ trong mặt kép cũng là đe dọa an ninh đối với các tàu dân sự vùng Biển Đông. Thưa quý vị, điều tra cho thấy hầu hết 4 cái tai nạn mà Hoa Kỳ, chiến hạm Hoa Kỳ phải chịu, đó là do tàu dầu, tàu dân sự của Phi Luật Tân, của Liberia đụng Hoa Kỳ, chứ không phải Hoa Kỳ đụng những cái tàu dầu đó. Bây giờ thì anh có thể phân tích Á Châu Thái Bình Dương là diện và Cộng sản Bắc Hàn và Biển Đông là điểm như thế nào anh? Bởi vì cái anh Trung Cộng thì theo như anh, người ta biết rằng là hiện bây giờ có hai đàn em, tức là Cộng sản Bắc Hàn và Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thực ra thì hai đàn em á, hình như là bề ngoài thì như thế và bề trong đâu có đoàn kết được. Bằng chứng là Trung Cộng nói Bắc Hàn đâu có chịu nghe. Vì vậy mà nhiều khi Bắc Hàn cái là cố gắng cái là giữ cái lập trường của mình, trong khi Trung Cộng muốn là Bắc Hàn phải thế này thế kia, nhưng Bắc Hàn không chịu. Trung Cộng cũng cảm thấy bực mình bởi vì lý do là mày ăn cơm của tao, bảo mày không nghe, nhiều khi tao khó nói với quốc tế. Cái thằng đệ tử ngỗ nghịch. Vâng. Còn Cộng sản Việt Nam thì thực tế là thì bên ngoài thì có vẻ là bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Bằng chứng là như ký giả Vi Anh có một nhận xét như sau, là khi ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh khi chụp hình chung với tất cả cái giới chức Tây Phương thì cười hớn hở, mà khi mà gặp mấy cái giới chức của Trung Cộng thì mặt hầm hầm, cảm thấy bực bội. Đấy, chúng ta thấy rằng rõ ràng là nhìn với bề ngoài ta thấy được, tưởng rằng hai cái nước đàn em mới phải phục tùng, nhưng mà thực tế đâu có phục tùng. Vì vậy so với tương quan lực lượng Mỹ và đồng minh thân cận Nhật và Hàn Quốc là lực lượng cơ hữu gần 100.000 quân, dù đủ hải lực không quân, Trung Cộng khó lòng, nếu không muốn nói đến, có thể áp đảo khống chế Mỹ và đồng minh để lên ngôi bá chủ. Còn Cộng sản Bắc Hàn dù có loa kèn tuyên bố bắn hỏa tiễn vào đường Guam của Mỹ, nhưng không phải là địch thủ đáng gờm của Mỹ, bởi vì nếu mà cần thì Mỹ chỉ cần bóp là chết ngay. Chính vì vậy mà hiện giờ, bây giờ một cái chuyện nhỏ thôi, Trung Cộng chỉ có chiếc tàu Liêu Ninh mua của Ukraine tân trang lại, mà Hoa Kỳ hiện giờ ở tại Á Châu Thái Bình Dương, theo tôi biết thì có 4 chiếc hàng không mẫu hạm. Những cái bãi đá mà Trung Cộng gọi là Vạn Lý Trường Thành bằng cát đó, thưa quý vị, có chiến tranh xảy ra, đó là những cái bia đỡ đạn của hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời máy vài phút. Thông tin thương mại. Vài cái thông tin thương mại, bà con tĩnh lặng, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích.